Hôm nay chúng ta tiếp tục các phần còn lại của bài giảng số 4 phần 1, phần trao đổi âm trong dịch chất đường ly, nghiên cứu về vựng trung hòa giữa axit và bazơ. Hôm trước là chúng ta dừng ở ví dụ số 4. Hôm nay tôi sẽ làm hết các phần còn lại. Chúng ta làm ví dụ 5. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm natri và bari tới dùng với nước thu được dung dịch X. Và trong đó lý khí hydro yêu cầu chúng ta là thể tích HCl dùng để trung hòa hết dung dịch X. Rồi, bài này chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên là chúng ta có hỗn hợp natri và bari. Thì bản chất là natri sẽ đi tới dùng bằng nước để tạo thành NaOH cộng cho H2. Bari đi tới dùng bằng nước để tạo thành BaOH 2 lần cộng cho H2. Chúng ta đi cân bằng phần này, từ 2 vào đây. Ở đây người ta cho số mol hydro là 0,15 mol. Đây mình đổi sang mol luôn. Rồi, người ta yêu cầu chúng ta là gì? Thể tích dung dịch NaOH cần để trung hòa hay dung dịch X. Đây là dung dịch X. Dung dịch X. Rồi, ở đây chúng ta nhận thấy như thế này. Từ 2 phần 1 và 2 thì mình có này, có nhận xét này. Mình thấy cái OH này không? Chúng ta có 2 OH và H2, 2 OH và H2. Như vậy bản chất ở 1 và 2 là chúng ta có 2 OH. Được chưa? 2 OH trừ. Được chưa? Chúng ta nghe kỹ nha. Bản chất đây này, bản chất ta sử dụng từ bản chất đi. Nước này. Nước của mình khi phản ứng thì nó tạo thành 2 OH cộng cho H2. Các bạn đây là 2. Như vậy nếu có số mol của thằng này có là 0,15 thì bên này nó sẽ là 0,3. Được chưa? Đó là bản chất của nước. Còn bản chất của natri và bari. Natri á thì sẽ về Na cộng. Còn bari thì về Ba2 cộng. Đó. Bản chất là natri về Na cộng, còn bari về Ba2 cộng, còn nước của chúng ta về OH trừ và H2. Như vậy, một bài tập mà khi người ta cho chúng ta là gì? Cho nên cho kim loại tan tác dụng với nước thì chúng ta sẽ dùng bản chất cái này thì làm rất là dễ. Rồi. Cái yêu cầu chúng ta là thể tích dung dịch axit để trung hòa hết, đúng không ạ? Là bao nhiêu? Như vậy khi đó chúng ta có phương trình thứ ba. Đây HCl là axit, còn OH trừ chúng ta là bazơ. Khi cho hỗn hợp bazơ này, dung dịch X chúng ta là dung dịch bazơ này, đi tới dùng axit thì bản chất đây như sau. OH trừ cộng cho H cộng để tạo ra H2O. Được chưa? Số mol OH trừ của chúng ta là 0,3 mol. Thì mol H cộng ở đây là 0,3. Và thằng này bằng 2V. 2V nghĩa là gì? 2 là nồng độ, V là thể tích. Từ đây mình sẽ suy ra được V bằng 0,15 lít. Hay nói khác, thằng này là 150 ml. Câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Ở bản chất khi cho kim loại tan, được chưa? Tác dụng với nước thì như sau. Natri và bari là kim loại, nó sẽ về ion Na cộng và ion Ba2 cộng. Còn nước của chúng ta sẽ về OH trừ và H2. Được chưa? Được chưa mà? Sau đó mình đi cân bằng này. Bên này có, bên này có oxy, bên này có oxy này. Nhưng bên này mình có 3 hydro. Như vậy nhân đây 2 là được 4 hydro này. Là 2 hydro với 2 hydro đủ này. Vậy thôi. Rồi chúng ta đến ví dụ 6. Đây. Người ta cho chúng ta là 34g hỗn hợp X gồm có kali và natri vào nước thu được dung dịch Y và khí hydro. Yêu cầu chúng ta là để trung hòa một nửa dung dịch Y, một nửa dung dịch Y thì cần hỗn hợp gồm có hai axit là H2SO4 và HCl với tỷ lệ mol tương ứng là 1:3. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Thì bài này chúng ta làm như sau. Rồi bây giờ chúng ta có này. Đầu tiên là natri và kali của chúng ta đi tác dụng với gì? Với nước. Thì đây mình sử dụng bản chất. Đó là gì? Natri và kali của chúng ta. Được chưa? Sẽ biến thành Na cộng và K cộng. Rồi tiếp tục. Còn nước của chúng ta sẽ biến thành gì? Nước của chúng ta sẽ biến thành
OH trừ cộng cho H2 để dùng bản chất. Cân bằng đây là 2, đây là 2. Mol hydro mình có là bằng 0,6 mol. Thì chuyển qua OH trừ đây là 1,2 mol. Khối lượng này là 34 gram. Thì khối lượng ion cũng là 34 gram. Mình biết rồi. Khối lượng của ion kim loại thì đúng bằng khối lượng kim loại. Vì sao? Vì quá trình nhường E, đúng không ạ? Từ Na thành Na cộng thì chúng ta nhường đi một E thế thôi. Rồi, bây giờ chúng ta hiểu này. Người ta trung hòa một nửa Y bằng HCl và H2SO4 đúng không? Như vậy chúng ta hiểu này. Đây là OH trừ có trong Y. Bây giờ người ta trung hòa một nửa Y, nghe kỹ. Thì để thống nhất cái bài toán này thì thầy mình sẽ làm như sau. Và cuối cùng người ta hỏi là khối lượng mối thu được. Như vậy bài này chúng ta xử lý bài này một cách đẹp như sau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về một nửa hết. Nghĩa như là một nửa Y thì trong này chúng ta sẽ chuyển thành một nửa hết, bỏ cái từ một nửa đi. Tức là mình giảm đi thằng đi còn này là 17 này, giảm đi còn lại một nửa thôi. Thế thì còn lại là 6,72 này. Và số mol bây giờ là 0,3 này, thì đây là 0,6 này. Và khi đó nó đúng là một nửa luôn. Ra đây là 17. Đây là 17, được chưa em ạ? Rồi. Cái đó là cái dung dịch Y của chúng ta là gì? Đây 0,6 này. Được chưa? Cái đó chúng ta có này. Bản chất khi cho axit tác dụng với 3 giờ. Tiếp tục này. Ở đây mình có là gì? HCl này và H2SO4 này. Được chưa? Rồi, thằng này thì nó sẽ sinh ra H cộng này, cộng cho gì? O cộng cho Cl trừ và gì? SO4 hay trừ. Đó. Tỷ lệ mol tương ứng là 1,3 thì đây là x. Đây là 3x. Ngược rồi. HCl trước H24 trước là x thì HCl chúng ta là 3x. Dạ, đây là x, đây là x. Như vậy chuyển qua đây. Mình đi bỏ toàn hydro. Thằng này là 3x này cộng cho 2x thì H cộng đây là 5x. Cl trừ của chúng ta là gì? Cl trừ của chúng ta là 3x. Và thằng đây là x. Rồi, như vậy khối lượng muối khang chúng ta thu được là gồm gì? Muối này. Khối lượng muối này. Khối lượng muối bữa hôm trước mình học trong cái bài giảng số 3, đúng không ạ? Bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng. Thì khối lượng muối sẽ được tính như sau. Nó sẽ bằng khối lượng của Na cộng và K cộng là khối lượng phần dương cộng cho khối lượng phần âm là Cl trừ và S4 hay trừ. Thằng này có rồi, 17 gram. Cái lo chúng ta là 35,5 nhân cho số mol là 3x. S4 chúng ta là 96 nhân cho số mol ở đây là x. Được chưa? Như vậy để tính được muối thì chúng ta cần tìm x thôi. Mà muốn tìm x thì mình biết rồi. Ở đây thằng này là axit, thằng này là bazơ. Khi đó chúng ta có bản chất đó là khi chúng ta cho Y đi tác dụng với hai axit này thì bản chất là OH trừ của bazơ sẽ đi tác dụng với H cộng của axit để chúng ta tạo ra nước. Được chưa? OH trừ bao nhiêu nhỉ? OH trừ chúng ta là 0,6. Thì H cộng ở đây 0,6. Mà H cộng ở đây chúng ta là bằng 5x nè. Từ đây mình suy ra x bằng bao nhiêu? Lấy 0,6 chia cho 5. À, 0,6 chia cho 5. 0,12. Đó. Và khi có thằng này rồi thì chúng ta hiển nhiên tính được khối lượng muối thế thôi. Đó. Chúng ta lấy như sau. Lấy khối lượng thằng kia là 17. Rồi, 17 này cộng này 35,5 này nhân cho 3x. X chúng ta là 0,12. Cộng cho 96 là gốc S4 nhân cho x 0,12 bằng 41,3 gram. Đó, 41,3. Rồi, như vậy cái đó có đúng. Bây giờ mình chọn là câu C. Bài này này chưa? Bài này bằng lưu ý là người ta hỏi trong cái một nửa cái Y này. Bây giờ mình gạch bỏ một nửa Y này đi. Thì tức là gì? Chúng ta sẽ giảm cái 34 này này. Thành còn là 17 này, giảm lên một nửa này. 13,44 giảm còn 6,72 này. Câu chỗ này bằng rõ chưa? Hả? Dạ rồi. Nghĩa là mình gọi là mình đồng nhất cái giá trị đề hỏi luôn á. Đó. Cái thứ hai này. Cái thứ hai ở đây mình để này. Đó là gì?
Đó là khi bản chất là khi cho kim loại tác dụng với nước thì kim loại chúng ta sẽ biến thành ion là Na cộng và K cộng, còn nước chúng ta sẽ biến thành OH trừ và H2 như đã làm câu trước. Chúng ta có mol hydro là 0,3 thì mol OH đây là 0,6. Được chưa? OH trừ là 0,6. Ở đây người ta cho tỷ lệ mol này, cái kỹ này. Trong orbit này có tỷ lệ mol là 1,3 thì mình đặt thằng này sẽ là x và thằng này là 3x. Ở đây mình ghi ngược em nha. Thì đây là x này, đây là bớt này đúng không? Rồi. Mà biết là HCl và H4 chúng ta là chất điện ly mạnh, điện ly H cộng, Cl trừ và H4 hai trừ. Được chưa? Như vậy thằng đi 0,3, thằng đi 3x thì bảo toàn calo là 3x này. Đây x thì đây là x này. Còn cái thằng H cộng chúng ta sẽ đi bảo toàn hydro. Đây là 3x này, cộng cho 2x là 5x này, được chưa? Rồi. Và yêu cầu chúng ta tính khối lượng muối. Muối là kết hợp giữa gì? Là giữa kim loại, ion kim loại này. Muối là kết hợp giữa ion kim loại. Muối là kết hợp giữa ion kim loại đây. Kết hợp ion kim loại đây, được chưa? Với gì? Với ion gốc axit đây, hai thằng này. Và bạn biết là khối lượng thằng này có là 17 gram rồi đúng không? Khối lượng này 17 gram. Như vậy, calo chúng ta lấy 35,5 nhân cho 3x và gì? Thằng này 96 nhân chết. Nhiệm vụ của chúng ta còn lại là đi tìm x như thế nào là xong. Mà chúng ta biết rồi. Khi cho axit tác dụng với 3 giờ thì bản sắc bản chất là gì? OH trừ của 3 giờ sẽ đi tác dụng với H cộng qua axit để tạo ra gì? Nước. OH trừ có 0,6 rồi này, thì thằng này sẽ là 0,6. Và đây nó bằng 5x đúng không? Thì x chúng ta là bằng 0,12. 0,12 em thế vào đây là em tìm được M, thế thôi. Còn bài này đúng về bản chất á, khi cho kim loại tác dụng với nước rồi tác dụng với axit thì chúng ta sử dụng bản chất như sau này, nó sẽ dễ hơn. Mình sẽ giảng lại câu này một lần nữa. Đây. Bạn nghe những bài khó thì chúng ta không nên làm một lần mà chúng ta nên làm hai lần hoặc ba lần và làm nhiều cách khác nhau. Để khi chúng ta hiểu bản chất rồi đó, chúng ta qua bên kia bài tập chúng ta sẽ làm rất là dễ. Rồi bây giờ cách xử lý như sau này. Chúng ta nghe nha. Ở đây mình có K cộng và Na cộng. Thì đây người ta hỏi khối lượng muối thu được đúng không em? Người ta hỏi chung. Nhiệm vụ đầu tiên của em là phải biến cái thằng này giảm đi. Giảm đi. Bỏ từ một nửa đi. Thì hiển nhiên biến thằng này thành 17. Thằng này là 0. Thằng này là 6,72. Được chưa? Tỷ lệ mol là 1,3 thì đặt đây x, đây là 3x này. Rồi chúng ta có bản chất này. Bây giờ chúng ta để cho thầy là hai thằng natri và kali là bản chất giống như nhau. Như vậy mình đặt chung là R luôn đi. Thì bài này mà làm khá là dễ. Đây này, mình có R này. Được chưa? Rồi chúng ta đi tới dùng với nước. Để tạo thành ROH cộng cho gì? H2. Thầy làm một hướng khác. Sau đó chính cái ROH sinh ra sẽ đi tới dùng với HCl và H2S4. Được chưa? Để sinh ra muối và nước. Thì cái đó mình rút gọn hai thằng này cho nhau. Thì bản chất cuối cùng là gì? R cộng cho nước. Đúng không ạ? Sau đó R cộng cho HCl. Nghe kỹ, nghe kỹ. Nước hai vế rút gọn này em ha. R cộng cho HCl và H2S4. Chúng ta tạo ra muối. Muối thì mình học, mình biết rồi. Muối là kết hợp giữa ion kim loại và anion gốc axit. À, kim loại đây là R R cộng. Bớt R đây là gì? R là chung cho hai thằng này. À, Cl trừ và S4 hai trừ. Muối là kết hợp giữa kim loại và gốc axit cộng cho hydro. Đó. Số mol hydro chúng ta bây giờ là 0,3 mol. Rồi bên này cái số mol khối lượng thằng này là 17 gram. Được chưa? Đây 17 gram. Câu hỏi đặt ra là gì? Để tính được khối lượng muối thì chúng ta cần phải tính ion Cl trừ và ion S4 hai trừ. Tỷ lệ mol này người ta cho chúng ta là 31. 31 này. Rồi chúng ta hiểu như thế này. Cái đó chúng ta biết là thằng này 31 thì đằng sau nó cũng là 31. Clo đây là 3x, thằng này là gì? X. Như vậy để tính muối thì chúng ta cần tính clo, tính mol clo và mol S4 hai trừ, đúng không? Mà bản chất là chúng ta thấy này, hydro này. Hydro này. Hydro này. Như vậy đây mình sẽ có là bảo toàn hydro nữa là xong. 3x cộng cho 2x bằng 2 nhân cho 0,3. Từ đây em tìm ra được x bằng 0,6 chia 5 là bằng 0,12. 0,12 thêm thế vào đây 0,12. Thằng này sẽ là 0,36. Rồi, cái đó chúng ta tính M đi. Được chưa? Tính M này. Thì em sẽ lấy 17 này cộng cho 0,36 này nhân cho M lớn là 35,5 này cộng cho 0,12 này nhân cho S4 là 96 này. Đó.
41,3 gram, kiểu nào cũng đúng. Được chưa? Câu đúng ở đây là câu C. Thì các bạn nên làm theo cái cách thứ hai này này. Cách thứ hai này thì nó sẽ khá đơn giản so với cách trước đó. Cách trước đó chúng ta thì nó hơi nhiều thứ công đoạn. Được chưa? Nói chung là hai cái giống như nhau nhưng mà thầy khuyến khích các bạn sử dụng cách hai hơn. Rồi, mình sẽ sửa cho bạn một số câu có trong bài giảng này. Chúng ta làm từ câu 24 cho đến 40. Đầu tiên là 24. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly xảy ra khi nào? Em ơi, nghe rõ này, chúng ta coi lại điều kiện để xảy ra phản trao đổi ion này em này. Đây, để phản ứng trao đổi ion xảy ra khi và giữa khi, nó sẽ sinh ra những chất sau: kết tủa, nước, axit yếu và base yếu. Được chưa? Được chưa? Còn đây là phương pháp để viết toàn bộ cái phương trình ion rất gọn. Bước đầu tiên viết phương trình phân tử cân bằng. Bước thứ hai là viết phương trình ion. Trong cái bước phương trình ion này thì chúng ta có hai bộ phận giữ lại, bộ phận phân ly. Chúng ta sẽ phân ly thành ion đối với axit mạnh, base tan và muối tan. Được chưa? Như vậy thằng nào tan và thằng mạnh thì chúng ta sẽ được phân ly. Còn thằng nào yếu như là gì? Cái tủa này, được chưa? Hay là nước axit yếu, base yếu thì chúng ta giữ lại. Đó là điều kiện để có phương trình ion rất gọn. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi. Người ta hỏi là phản ứng trao đổi ion trong dịch chất điện ly xảy ra khi nào? Đây, các chất phản nhau phải là chất điện ly mạnh không? Không cần. B, các chất phản ứng phải là chất chìa tan? Không cần. Miễn sao đằng sau kia là được. Một số ion trong dịch có thể kết hợp với nhau để làm giảm nồng độ của chúng. Đúng, giảm nồng độ là gì? Tức là nó sẽ sinh ra khí này, tủa này, nước này, axit yếu này và base yếu. Ở trong trong chương trình thì hầu như thầy cô chỉ nói ba trường hợp này mà quên mất trường hợp axit yếu và base yếu vẫn được nha. Đúng của nó là 5. Câu 25. Phần nào sau đây là phần trao đổi ion? Trao đổi ion là đầu này cắm đít kia và có sinh ra khí tủa nước. Như đây người ta kêu là không phải. Mg kết hợp với Cl để tạo thành MgCl2. Ba kết hợp với S4 để tạo thành BaF4 tủa. Như vậy đây là đúng. Đây là phần trao đổi ion. Được chưa? Vì nó sinh ra khí tủa nước. Như vậy câu A đúng này. Thì chúng ta loại bởi vì điều cầu chúng ta là không phải. Câu B, H kết hợp với NO3 để tạo thành H2O3. Bạc kết hợp với Clo để tạo thành AgCl. Như vậy đúng. Loại. C, Na kết hợp với Cl để tạo thành AgCl. CO kết hợp với OH hai lần để tạo thành COOH kết tủa màu xanh. Như vậy thằng đi sai. Còn câu D chúng ta đồng với thằng này, không phải là phần trao đổi ion. Bởi vì sao? Đây là phần thế, không phải là phần trao đổi. Vậy thôi, câu đúng là câu D. Câu 26. Phần tạo thành PbS4 không phải là phần trao ion trong dung dịch chất điện ly. Và bây giờ mình sẽ nói cho bạn từng cái phương trình một luôn. Rồi, để làm được câu này thì chúng ta coi thử. Đây, Pb kết hợp với gì? Pb này kết hợp với S4 để tạo thành PbS4 là cái tủa màu màu trắng. Được chưa? Rồi, Na kết hợp với NO3 để tạo thành NaNO3. Như vậy đây chắc chắn là phần trao đổi ion rồi. Câu A sai. Được kêu không phải mà. Đúng không ạ? Thằng này phải hay nó khác là nó đúng này. Nha, thằng nào không phải là thằng đó sai đó. PbS4 và nước đúng. Thằng này Pb và H2O2 đáng lẽ là gì? PbO cộng cho H2S nhưng mà thằng này không phải. Như vậy câu C. Câu D này em ơi. Đây. Được chưa? Như vậy thằng này đúng này. Bây giờ thầy sẽ chỉ bạn cách viết phương trình ion rất gọn. Để viết được phương trình ion rất gọn thì mình nhớ với thầy như sau. Mình sẽ giữ lại rắn, khí, tủa nước, axit yếu và base yếu. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ giữ lại. Những thằng giữ lại mình sẽ bôi màu khác đi. Đây. Thằng này là giữ lại nè, vì nó là chất cái tủa này. Câu B là PbOH hai lần chúng ta là cái tủa màu trắng giữ lại nè. PbS4 tủa trắng giữ lại nè. Và nước giữ lại nè. PbS là tủa đen giữ lại nè. Cái này phải trao đổi em bỏ qua đi. À, thằng này là gì? Tất cả các CH3COO đều tan, H2O4 chúng ta là tan và nó là gì? Nó là axit mạnh, như vậy chúng ta giữ lại hai thằng này. Được chưa? Như vậy khi đó chúng ta sẽ có như sau nè. Em hiểu? Mình giữ lại được thằng nào thì quyết định tới phương trình ion rất gọn là do nó quyết định. Như vậy thằng này là giữ lại này. Như vậy tất cả NO3 chúng ta tan và tạo thành dung dịch này, tan và tạo thành dung dịch này. Và đây là tạo thành dung dịch này. Được chưa?
Như vậy để có phương trình neon rút gọn hay không thì chúng ta coi thử sau phưởng có thằng nào tồn tại trạng thái dung dịch hay không. Thì có này, NaNO3 này. Trong đó NaNO3 thì chúng ta chia thành hai bộ phận. Bộ phận đứng trước là natri, bộ phận đứng sau là NO3. Natri gọi là đầu dê, còn NO3 chúng ta là gì? Đuôi dê, được chưa? NaNO3 chúng ta là dung dịch á thì mình gọi nó là dê. Na là đứng đầu gọi là đầu dê, NO3 chúng ta gọi là đuôi dê. Chúng ta sẽ đặt chặt đầu dê hoặc chặt đuôi dê phụ thuộc vào bên này. Bên này chúng ta có dung dịch này. Những thằng nào có đầu, đầu dê này, đầu dê này chặt được này, vì hai thằng này dung dịch. Tức là khi viết phương trình điện ly thì thằng này phân ly thành Na cộng, Na cộng thì chúng ta rút gọn được. NO3 trừ chặt được vì bên này là dung dịch. Cái đó chúng ta có phương trình ion rút gọn là PB2 cộng cộng cho SO4 2 trừ để tạo thành PB SO4 tủa. Tủa màu trắng nha. Rồi, cái B chúng ta. Chúng ta để này, do sau phưởng chúng ta giữ lại thằng PB SO4 tủa trắng này. Nước giữ lại này. Chúng ta giữ lại là 1 2 thằng và 3 thằng. Do đằng sau chúng ta giữ lại cả hai chất luôn. Đúng không ạ? Thì dẫn đến là trong qua cái câu B chúng ta sẽ không có phương trình ion rút gọn. Bởi vì sao? Bởi vì không có chất nào là dạng dung dịch cả. Tức là không rút gọn được hai vế, vì đằng sau không có chất nào là dung dịch để tách thành ion. Do đó B chúng ta không có phương trình ion rút gọn. Như vậy B không có phương trình ion rút gọn thì chắc chắn nó sẽ có phương trình ion. Đó là PbOH tất cả hai này. H2O4 thì em cứ tách bình thường thôi, H cộng và SO4 2 trừ. Được chưa? Thì đây em sẽ tạo thành PbSO4 tủa cộng cho hai nước đó. Thằng này không có phương trình ion cộng, mình bỏ qua. Còn câu D này, câu D nghe nó lại, câu D chúng ta sẽ giữ lại hai chất đó là PbSO4, thằng này là cái tủa màu trắng. Tại sao giữ lại CH3COH? Bởi vì nó là axit yếu. Điều kiện để xảy ra phản trao đổi ion là khí này, tủa này, nước này, axit yếu này và ba giờ yếu, thế thôi. Như vậy thằng này là dung dịch, đây là dung dịch, được chưa? Vì đằng sau chúng ta hiểu này, đằng sau chúng ta không có dung dịch, tức là không có thể rút gọn được hai bên. Cho nên là gì? Câu D chúng ta không có phương trình ion rút gọn, thế thôi. Chúng ta đến câu 27. Để trung hòa 200ml dung dịch HCl 0,1m cần 200ml dung dịch HNaOHXM, yêu cầu chúng ta tìm giá trị của X. Thì đây bài này chúng ta có nhiều cái làm lắm. Thì giờ cái đầu tiên mà chúng ta có thể nghĩ tới, cái một là chúng ta đi phương trình phân tử. NaOH là 3 giờ để tới dùng axit để tạo ra muối và nước. Ở đây có từ trung hòa. Trung hòa là cả axit và 3 giờ đều phân hết, tức là NaOH hết, HCl hết. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy này, cái số mol NaOH thì như thế nào với mol HCl? Bằng mol HCl đúng không? NaOH chúng ta là 2V, 20V, 20X. Còn HCl chúng ta là 20 nhân cho 0,1. Từ đây chúng ta sẽ ra được X bằng bao nhiêu? X bằng 0,1 này. Được chưa em? X bằng 0,1. Rồi xong rồi đó. Như vậy có đúng ở đây là câu D. Hoặc cách thứ hai thì mình có bản chất như sau. Đây. Bản chất là chúng ta sẽ có như sau này. Khi cho 3 giờ tác dụng axit thì mình OH trừ đúng bằng mol H cộng. Hay nó khác là mol H cộng bằng mol OH trừ cũng được. Mol OH trừ thì bằng số mol NaOH là bằng 20 nhân cho X. Ở đây mình không cần đổi đơn vị đâu em. Bởi vì sao? Ở đây người ta cho mililit và người ta hỏi đây là mililit đúng không? Thì mình để luôn, không cần đổi. 20 nhân cho X là số mol của OH trừ. Để tính được mol H cộng thì em lấy thể tích nhân cho nồng độ H cộng. Thể tích là 20 nhân nồng độ ở đây là 0,1. Từ đây em cũng tìm được X bằng 0,1. Và bạn lưu ý với thầy nha. Khi người ta cho là trung hòa thì cái mol H cộng và mol OH trừ bằng nhau. Câu 28 này. Người ta cho chúng ta đó là cho H2SO4 đi tác dụng bởi 200ml KOH. Đúng không ạ? Thì mình nên có như sau nè. Ở đây người ta nói là gì? Trung hòa. Trung hòa là gì? Cái bộ phận gây ra tính axit của axit là H cộng, bộ phận gây ra tính bazơ của KOH là OH trừ. Mol H cộng chúng ta sẽ lấy thể tích là V này nhân cho nồng độ. Nồng độ H cộng trong H2SO4 chúng ta có 2H cộng. Như vậy chúng ta lấy 2 nhân cho 0,5 để ra mol H cộng này. Rồi. Ở bên này chúng ta không đổi đơn vị em nha. Bởi vì đây là mililit, đây là mililit thì nó đồng nhất đơn vị rồi, không cần đổi. Chúng ta lấy 200 là thể tích nhân cho nồng độ OH trừ 0,5. Đó. Giờ đây em sẽ suy ra được V bằng bao nhiêu?
phải bằng 100 không? Đó, 100 ml. Như vậy có đúng ở đây là câu A. Rồi chúng ta đến câu 29 này. Để cho như sau, mình tóm tắt cái đề bạn hiểu đã. Người ta cho chúng ta là 500 ml dung dịch, chúng ta đổi sang lít thì là 0,5. Trong này có chứa HCl 1,98m và H2SO4 1,1m. Chúng ta đi tác dụng với V-lít dung dịch chứa 2,3 giờ. V-lít dung dịch chứa thứ nhất là NaOH3V và BaOH lần là 4V. Bài này thì mình sẽ phân tích khá là rõ luôn. Để yêu cầu chúng ta là hỏi phê bằng bao nhiêu. Rồi, mấy nghe kỹ. Để làm được cái bài này thì mình nhớ cho thầy như sau. Bài này nếu mình ghi cái phương trình phân tử thì chúng ta sẽ ghi có tất cả là 4 phương trình. Tức là một axit kết hợp với 2 bazơ là 2 phương trình. Mà có 2 axit thì nó sẽ tạo ra 4 phương trình. Bây giờ, như vậy 4 phương trình mà chúng ta ghi 4 phương trình rồi chúng ta chuyển mol thì nó rất là khó. Do đó là khi chúng ta học cái về bản chất ion á, thấy chưa? Và đặc biệt là bản chất của phương trình ion rút gọn và định luật bảo toàn điện tích thì nó sẽ hỗ trợ nhau khá là đắc lực trong trường hợp này. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ bằng như sau. Đây mình cho là hỗn hợp A đi, đây cho là hỗn hợp B. Rồi trong này thì chúng ta tách thành có 3 phần này. HCl chúng ta điện ly ra H cộng và Cl trừ. Rồi H2O4 chúng ta điện ly ra H cộng và SO4 2 trừ. Được chưa em? Rồi bên này, bên này thì mình tách thành Na cộng, Ba 2 cộng và OH trừ. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol H cộng như sau. Em lấy 1,98 nhân cho 1 cộng cho 2 nhân cho 1,1 là đây là nồng độ H cộng. Em nhân cho thể tích là 0,5. Khi đó em tính được mol H cộng. Em sẽ lấy 0,5 nhân cho 1,98 cộng cho 1,1 nhân 2 là bằng 2,09. Như vậy H cộng chúng ta là 2,09. Rồi em tính mol clo bằng cách em lấy cái thể tích là 0,5 nhân cho nồng độ. Nồng độ ở đây là 1,98 là bằng 0,99. Đó, muốn tính được số mol của ion nào thì chúng ta lấy cái nồng độ của ion đó nhân cho thể tích, thế là xong. Tương tự vậy, chúng ta lấy 1,1 là nồng độ của SO4 2 trừ nhân cho thể tích là 0,5. Ở đây mình tính được là bằng 0,55. Rồi, bên này nửa cộng chúng ta là bằng cho mình ghi lộn đúng không ta? 3m và 4m chứ. Rồi, số mol của NaOH, số mol Na cộng chúng ta sẽ lấy là 3m nhân cho V là 3V. Ba 2 cộng là lấy 4 nhân cho V, 4V. OH trừ là 3 cộng cho 4 nhân 2 là 11, đúng không? 11. 11V. Rồi, khi chúng ta tách thành này thì thực chất là bài này chúng ta sẽ có những cái ion phản ứng với nhau thôi. Như vậy về phương trình như sau. Ở đây người ta kêu là gì? Trung hòa. Trung hòa là phản giữa axit với bazơ. Như vậy trong này chúng ta có phản giữa axit này. Đó là H cộng với gì? OH trừ là phản thứ nhất. Cái thứ hai là phản tạo tủa. Đó là của SO4 2 trừ với bari Ba. Đúng không ạ? Đây này, SO4 2 trừ với Ba. Như vậy trong bài này chúng ta có hai phương trình thôi. Rồi ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính V. Nếu tính V thì chúng ta tính V. Còn nếu yêu cầu chúng ta là tính gì? Tính khối lượng cái tủa thì chúng ta tính khối lượng cái tủa. Đây rồi, phương trình này. Đầu tiên là mình có H cộng cộng OH trừ là phản giữa axit với bazơ để tạo ra nước. Mol H cộng là 2,09. Mol OH trừ là 11. Từ đây em tính V bằng bao nhiêu? Bạn mới tính đây. Bao nhiêu tay?
Bằng bao nhiêu tay ơi? là 0,19. Ok, bằng 0,19. Như vậy câu đúng đây là mình chọn câu B, thế thôi. Nhưng bây giờ người ta không tính V nữa, người ta không hỏi V nữa, mà người ta yêu cầu chúng ta là tính tủa. Đúng không ạ? Tủa thì chúng ta có phần của ion SO4 hay trừ với ion Ba2 cộng để chúng ta tạo thành BaSO4. Các bạn nghe kỹ. Số mol SO4 hay trừ thì cũng có rồi, 0,55. Số mol Ba2 cộng là 4V. Mà mình lưu ý cho thầy đó là gì? Để tính được cái tủa này thì chúng ta cần phải so sánh được cái số mol của SO4 hay trừ và số mol Ba2 cộng. Bên nào lớn hơn thì tủa sẽ thay thành nhỏ hơn. Bên nào nhỏ hơn thì tủa chúng ta sẽ chuyển theo số mol đó nhỏ qua cho nó. Bây giờ để tính được thằng cái tủa thì chắc chắn chúng ta phải tính V. Mà để tính V thì chúng ta sẽ dùng cái mol H cộng bằng mol H trừ vì trung hòa mà. Được chưa? Rồi cái đó chúng ta có này. Chúng ta có 4 này, nhân cho V chúng ta là 0,19. Được chưa? Thì đây nó sẽ bằng 0,76. Như vậy tủa chúng ta trong trường hợp này sẽ theo S4 hay trừ, về S4 hay trừ nhỏ hơn. Được chưa? Người ta yêu cầu chúng ta tính tủa. Được chưa? Thì em lấy 0,55 này, nhân cho bari là 137 này, cộng góc S4 là 96 này. Và bằng bao nhiêu? Đây. Ở đây mình tính được là bằng 128,15. Đó. Tuy nhiên bài này người ta còn có cách hỏi khác. Nghe kỹ. Ở đây như mình biết được biết đã tạo ra nước là bao nhiêu? Là 2,09 gram này. Được chưa? Tạo ra cái tủa là BaSO4. 0,55 mol này, đúng không ạ? Vậy bạn biết là gì? Sau khi mình so sánh mol xong á, và bạn biết là trong khi chúng ta cho hai thằng này tác dụng với nhau ngoài nước và tủa thì chúng ta còn thu được cái dung dịch nữa. Nghe kỹ. Dung dịch đây gồm có này, thứ nhất là Na cộng không phản ứng 3V. Mà V chúng ta là bằng 0,19. Em lấy 3 nhân cho 0,19 thì số mol ở đây là bằng 0,57. Được chưa? Tiếp tục này. Na cộng rồi. Và chúng ta biết là sau khi so sánh mol xong thì đúng không? Thì mol Ba2 cộng còn dư. Mol Ba2 cộng còn dư. Dư bao nhiêu? Em sẽ lấy cái số mol ban đầu là 0,76 này. Được chưa? Ở đây nó vẫn là theo S4 hay trừ 0,55. Như vậy em lấy 0,76 trừ đi 0,55 thì thằng này là dư lại là 0,21. Rồi. Rồi, đó là phần dư nè, phần âm này. S4 hay trừ chúng ta đã phân ứng với tủa hết rồi, đúng không ạ? Thì còn là gì? CL trừ. CL trừ chúng ta là 0,99. Rồi bây giờ bạn nghe kỹ. Để cái bài toán này chúng ta làm đúng hay sai phụ thuộc vào cái dung dịch này này. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối có trong dung dịch sau khi khô cạn. Thì bây giờ chúng ta tính như sau này. Đầu tiên á, là em tính có được cái ba cái mol này rồi. Bây giờ em kiểm tra thông qua định luật bảo toàn điện tích. Nếu tổng mol điện tích dương là tức là mol Na cộng cộng hai lần mol Ba2 cộng mà không đúng bằng mol Na thì điều này chứng tỏ là chúng ta làm sai. Kiểm tra này. 0,57 này. Cộng cho 2 nhân 0,21 bằng này 0,99 là mol điện tích dương, điện tích âm cũng là 0,99 này. Điều này chứng tỏ là chúng ta đã làm đúng rồi. Được chưa? Như vậy điều cầu chúng ta là tính khối lượng muối sau khi khô cạn này, khối lượng muối. Mình cho là khối lượng muối muối C đi ha, khối lượng muối C. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 23 nhân 0,57 cộng cho bari là 137 nhân cho 0,21 cộng cho clo là 35,5 nhân cho 0,99. Mình tính bằng bao nhiêu? Trong bài này người ta rất nhiều cái hỏi. Hỏi V là 1 này, hỏi tủa là 2 này, hỏi muối là 3. Rồi cái này thì chúng ta còn một cái hỏi nữa. Tính em ơi. 23 nhân cho 0,37 0,57 cộng 137 nhân cho 0,21 cộng 35,5 nhân cho 0,99 bằng bao nhiêu Bạch Dương ơi?
bằng 77,025 đúng chưa? Ok. Như vậy đây là cách hỏi thứ ba. Chúng ta nghe kỹ nha. Câu hỏi thứ nhất này là hỏi V này, hỏi một này. Câu hỏi thứ hai là hỏi khối lượng tủa này. Câu hỏi thứ ba là hỏi khối lượng gì? Muối có trong dung dịch này. Và chúng ta lưu ý là còn có một cái hỏi nữa, đó là hỏi pH. pH thì bài này dễ lắm. Trung hòa là gì? Chúng ta nghe kỹ, hỏi pH. Trung hòa là phân giữa axit với bazơ, trong đó axit và bazơ phân hết. Nghĩa là gì? Axit hết, bazơ hết thì chúng ta sẽ thu được cái dung dịch C này. Chúng ta nhìn thấy nha. Dung dịch C chúng ta chứa phần dương là Na cộng và Cl Ba2 cộng. Phần âm là Cl trừ. Đúng không ạ? Như vậy nó có môi trường là trung tính, như vậy pH đây bằng 7. Hoặc là chúng ta cứ cứ người ta cho là trung hòa, hỏi pH bằng bao nhiêu thì trung hòa thì pH bằng 7 thôi. Trung hòa hay nói khác là môi trường nó là trung tính. Cụ thể chúng ta nhìn thấy dung dịch C này. Như vậy trong bài này có bốn cái hỏi lận. Được chưa? Có thể hỏi V, có hỏi khối lượng cái tủa, hoặc là hỏi khối lượng muối, hỏi hỏi pH. Hỏi pH là dễ nhất. Hỏi muối thì khó hơn. Được chưa? Hỏi V thì dễ hơn nhưng hỏi tủa thì phức tạp hơn. Đó. Đây này, nó lại này. Bài này dễ nhất là một này, nằm đây này, hai này, đây là khó hơn là ba này. Bài này hỏi 4 thì chúng ta phải trải qua 1, 2, 3 luôn. Chúng ta đến câu 30. Ở đây người ta cho hỗn hợp cho dung dịch X này. Rồi có NaOH và BaOH hai lần. NaOH là 0,1 m, BaOH hai lần là 0,2 m. Rồi người ta nói như sau: thể tích dung dịch H2S4 0,5 m. H2S4 này là V là đang tìm này. Nồng độ người ta cho chúng ta là 0,5 m này nha. Cần để trung hòa hết 100 ml dung dịch X, tức là thằng này là 0,1 lít. Rồi thì bài này chúng ta có như sau. Đầu tiên em sẽ bung này ra. Mời Trang, Trang tương tác với thầy nào. Tác thành Na cộng, Ba2 cộng và OH trừ. Na cộng bằng bao nhiêu mol em? Na là 0,01. Ba2 cộng em ơi. Lấy thể tích nhân nồng độ, 0,1 nhân 0,2 nhân cho 1 bari trong này bằng bao nhiêu? 0,02. OH trừ 0,1 bằng 0 cộng cho 0,2 nhân 2 là 0,5. 0,5 nhân cho 0,1 bằng bao nhiêu? 0,05. 1 là em tính như vậy, 2 là em bảo toàn điện tích. 0,01 nhân cho 1 cộng cho 0,02 nhân 2 thì tổng số mol của điện tích dương là 0,05. OH trừ chúng ta là điện tích âm 0,05. Trong H2O4 em tách thành ra cái gì? H cộng và SU2 trừ. Rồi mol H cộng được tính như thế nào? Mol H cộng được tính như thế nào? Thầy là bằng mol của OH trừ. Rồi sẽ bằng mol OH trừ. Đây này, trong cái trong cái H24 này người ta cho V và cho nồng độ rồi nè, hiểu không? Thì chúng ta lấy cái thể tích của dung dịch là V này nhân cho nồng độ là 0,5 m, nhân cho 2 tức là nhân nồng độ H cộng. Để tính được mol H cộng, lấy thể tích dung dịch nhân cho nồng độ mol H cộng. Thể tích dung dịch là V nhân nồng độ H cộng là lấy 0,5 nhân cho 2, tức là thằng này là bằng V. Em kỳ hiểu không ạ? Dạ hiểu thôi. Rồi F4 hay được tính như thế nào? Lấy thể tích nhân nồng độ đi. Bao nhiêu? Dạ thầy là 0,5 V. Rồi để yêu cầu chúng ta là tính gì? Tính V đúng không? Thì trong này chúng ta có bao nhiêu phương trình? Để tính V thì chúng ta có gì rồi? Có từ nào là từ khóa? Hả? À, trung hòa. Như vậy trong phương trình này chúng ta có phản ứng trung hòa, là phản giữa H cộng với gì? OH trừ. Để tạo ra gì em ạ? À? Được. Và H cộng bao nhiêu em? Dạ đây là V. Rồi mol OH trừ 0,05. Như vậy trung hòa là gì? Trung hòa là phân giữa axit với bazơ. Axit là H cộng này, bazơ là OH trừ này, được chưa?
Trong đó cả axit và bazơ đều vẫn hết. Điều này chứng tỏ là sau vẫn thì cái số mol H cộng và mol NaOH trừ như thế nào? Hay là bằng nhau. Ok. Từ đây nó là bằng 0,05 lít đổ sang lít đi. Ml đi. Bằng bao nhiêu em? Hay là 50. 50 ml rồi, ok. Có đúng là câu nào? Dạ thầy, là câu A. Rồi xong, mời nghỉ. Rồi bây giờ tương tự như vậy, người ta không hỏi gì nữa, người ta không hỏi về, mà người ta hỏi tủa. Tủa vẫn được đúng không? Tủa thì em sẽ có phản ứng của Ba2 cộng, số mol là 0,02. Với mol Ba, với S4 hay trừ. S4 hay trừ chúng ta là 0,5V. Mà V chúng ta là bằng 0,05. Thì em lấy 0,5 nhân cho 0,05. Thì đây thằng này là 0,025. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ tạo ra tủa BaSO4 tủa. Bây giờ 0,2 với 0,25 thì chắc chắn là 0,25 sẽ lớn hơn 0,2. Như vậy thì thằng này sẽ là 0,02. Và điều cầu chúng ta tính tủa thì chúng ta tính tủa thôi. Mở tủa 0,02 nhân cho M lớn 3 là 137 này. Góc S4 là 96 này. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu tay ơi? Thưa thầy là 4,66. 4,66 gram rồi, ok. Nhưng mà bài này người ta có thể hỏi một cách khác nữa, đó là hỏi khối lượng muối được giờ có trong dung dịch. Thì đây sẽ có như sau này. Sau vừa chúng ta tạo thành gồm các hợp phần, thứ nhất là nước này. Nước chúng ta là đây 0,05 thì thằng đây 0,05. Được chưa? Tiếp. Như nữa. Tủa BaSO4. BaSO4 chúng ta là 0,02. Và chúng ta còn có dung dịch, giả sử đây là dung dịch C đi. Thì mình biết là đây gì? OH này với H cộng là phưởng, đây cả hai đều phưởng hết, cho đó không dư này. Ba2 cộng và S4 hay trừ này. Đây giờ thì trong này chúng ta còn lại là Na cộng này, không tham gia phưởng này. 0,01 này. Và ở đây chúng ta có S4 hay trừ dư. Dư bao nhiêu thì chúng ta coi. Cái số mol Ba2 cộng là 0,02 này. Mình chuyển qua bên này là 0,02 này. Ban đầu là 0,025 trừ đi 0,02 thì thằng này sẽ bằng 0,005. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra thông qua định lực bảo toàn điện tích. Điện tích dương là 0,01 này, điện tích âm lấy 0,005 nhân cho 2 thì đúng bằng 0,01. Như vậy đã thỏa mãn. Như vậy nếu yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối C, đúng không ạ? Muối C thì chúng ta sẽ lấy natri là 23 nhân cho 0,01 cộng có cái 4 là 96 nhân cho 0,05 bằng bao nhiêu Nguyên ơi? Bằng bao nhiêu Nguyên? Bằng 0,71 gram. Thế thôi. Dạ. Yeah. Hoặc là đề có thể hỏi tương tự giống câu nãy, đề có thể hỏi pH. pH bằng bao nhiêu? Thì không cần làm tăng, trung hòa là pH bằng 7. Vì sao? Axit hết, bazơ hết thì chúng ta tạo ra muối cái môi trường trung tính này. Na2O4 chúng ta là muối cái môi trường trung tính, đúng không? Vậy thôi. Tuy nhiên là bài này chúng ta vô chúng ta bấm một phép tính thôi, chứ không cần phải làm rườm rà, mình chỉ bằng cách bấm một phép tính. Rồi, ở đây mình để nè. Ở đây mình biết cái là thể tích của NaOH và BaOH lần chúng ta là 100 ml nhân cho nồng độ OH trừ. Chúng ta có mol OH trừ bằng mol H cộng, vô bấm một phép tính thôi. Mol OH trừ trong NaOH là 0,1, nồng độ là 0,1 cộng cho 0,2 nhân 2 rồi bằng 0,5 nhân 2 là nồng độ H cộng nhân cho V. Bây giờ
Từ đây em sẽ tìm được 50, xong. Quá dễ. Được chưa? Mấy bài này là bài một phép tính. Tuy nhiên là gì? Khi mình giảng là mình phải giảng cho bạn đủ được tất cả tình huống, cho mình hiểu rõ vấn đề. Được chưa? Ví dụ bữa sau cho vậy, nhưng bữa sau người ta hỏi tủa là không trả lời được, hoặc là người ta hỏi rắn có trong dung dịch C thì không trả lời được thì dở. Vậy đó mình phải làm hết. Rồi, chúng ta đến câu 31. Người ta nói như sau: tròn 100ml dung dịch HCl1M với 100ml dung dịch gồm có 2-3 giờ. Để yêu cầu chúng ta là nhúng bì tím vào, hỏi nó có hiện tượng gì. Thì ở đây như thầy đã nói là em sẽ đi tính mol H cộng này, em sẽ đi tính mol OH trừ này. Sau đó em có phương trình này: H cộng cộng OH trừ để chúng ta tạo ra nước. Được chưa? Rồi, mol H cộng có, mol OH trừ có, đúng không? Mình so sánh mol. Nếu mà H cộng lớn hơn OH trừ thì axit dư. Còn nếu 3 giờ lớn hơn H cộng, OH trừ lớn hơn H cộng thì 3 giờ dư. Axit dư thì là một tím hóa đỏ. Đây là trường hợp H cộng dư. Quy tím hóa xanh khi OH trừ dư. Được chưa? Rồi không nở màu khi nào? Khi cả không có thằng nào dư cả. Còn thằng này chắc chắn loại đầu tiên rồi. Tính mol H cộng đi. Mol H cộng chúng ta sẽ lấy mol của HCl, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy thể tích này là 0,15 nhân cho nồng độ. 0,15 là thể tích dung dịch nhân cho nồng độ H cộng trong HCl là 1. Thì thằng này là bằng 0,15 mol. Mol OH trừ chúng ta sẽ lấy thể tích là 0,1 nhân cho nồng độ OH trừ có trong hỗn hợp. 0,4 nhân 2 cộng 0,6. 0,4 nhân 2 cộng cho 0,6 và bằng bao nhiêu em ơi? Đây là 0,8 này, 0,8 cộng 0,6 là bao nhiêu nhỉ? 1,4. 1,4 nhân cho 0,1 là 0,14 đúng không em? 0,4 nhân 2 này cộng cho 0,6 này nhân cho 0,1 này. 0,14. Như vậy trong trường hợp này mình nhìn thấy như sau, đây là 0,14 này. Nhận thấy là cái hai thằng H cộng lớn hơn thằng OH trừ. Điều này chứng tỏ H cộng dư. H cộng dư thì làm của tím hóa đỏ, thế thôi. Nhưng bạn biết là trong câu này người ta có thể hỏi tới pH, cho đó thầy làm tới tầng cùng của chân mây luôn. Ban đầu này, phản ứng này, sau phản ứng này. Số mol thằng này là 0,14 hết này. Chuyện này. 0,14 thì đây là 0,14 này. Được chưa? Cái số mol ban đầu là 0,15, em phản ứng 0,14 thì dư lại 0,01. Được chưa? Cái đó em sẽ có pH. Chúng ta nghe rõ. pH của axit thì được tính theo công thức là bằng trừ log nồng độ H cộng. Đúng không ạ? pH là bằng trừ log nồng độ H cộng. Nồng độ H cộng bây giờ sẽ được tính như sau. Nồng độ H cộng được tính như sau. Chúng ta lấy mol H cộng dư chia cho thể tích dung dịch. 0,01 là mol H cộng dư này. Thể tích dung dịch chúng ta lấy 150 cộng cho 100 là 250. Bây giờ mình đổi sang lít là 0,25. Và đây chúng ta tính được pH bằng bao nhiêu đây Linh? Bằng bao nhiêu tay ơi? Bằng 1,4. Vậy thôi, chúng ta để nha, là axit của bay là pH của axit thì nó có giá trị pH là nhỏ hơn 7. Hôm trước mình dạy rồi, anh nhỏ 3 lớn trung 7, được chưa? Rồi, người ta cho là cho phương này, hỏi phương trình ion rút gọn là gì? Ở đây chúng ta để cứ viết được phương trình ion rút gọn thì chúng ta giữ lại cho thầy những thứ sau. 4 thứ: rắn, khí, tủa, nước, axit yếu, 3 giờ yếu. Chúng ta giữ lại nước này. Na cao hát chúng ta là dung dịch. Lưu ý đối với axit thì chúng ta cần phải quan trọng đó là axit mạnh hay axit yếu, chứ không phải là tan hay không tan, vì tất cả axit đều tan. Mà chúng ta biết là gì? Khi chúng ta viết phương trình ion rất gọn thì chúng ta giữ lại này. Bây giờ là gì? Tủa, khí, nước, axit yếu và 3 giờ yếu. Như vậy cái thằng này là axit mạnh. Thằng này là dung dịch vì tất cả muối kali, tất cả chứa kali đều tan. Như vậy có phương trình ion rút gọn hay không thì do cái dung dịch đằng sau phản ứng quyết định. Rồi, bây giờ chúng ta thấy kali, bên này dung dịch, kali này dung dịch, như vậy bỏ kali được. Clo bên này là trong axit mạnh, tức là nó dung dịch.
đầy dung dịch bỏ đi được. Như vậy cuối cùng nó còn lại là OH trừ cộng H cộng để tạo ra nước. Rồi, câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Thế thôi, câu 33. Thằng này có phương trình ion rút gọn là gì? Đây là bazơ này, axit này, để tạo ra muối nước này mà giữ nước lại. Cái thằng này là dung dịch bazơ, thằng này là dung dịch axit mà là axit mạnh. Đây là dung dịch. Rồi, như vậy chúng ta thấy này, như vậy chúng ta có nguyên một con dê là BaCl2, trong đó Ba là đầu dê. Hai bên dung dịch chặt bỏ được. Clo là gì? Clo là đuôi dê, chặt bỏ được. Như vậy cuối cùng chúng ta có đó là gì? H cộng 2OH trừ cộng 2H cộng tạo hai nước, nhưng mà hai chúng ta rút gọn hết cho nhau thì cuối cùng còn lại là OH trừ cộng H cộng để tạo ra nước. Hay nói khác là H cộng cộng OH trừ đều như nhau. Cứ đúng là câu A. Câu 34. Cho một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH. Quỳ tím có màu xanh, nhỏ từ từ HCl tới dư thì màu xanh như thế nào? Thì đầu tiên này, NaOH cộng có quỳ tím để chuyển sang màu xanh. Sau đó là gì? NaOH chúng ta đi cộng cho gì? HCl. Để chúng ta tạo thành NaCl cộng cho H2O. Rồi. Sau đó là gì? HCl dư. Đúng không ạ? Thì sự tác dụng với quỳ tím chuyển sang màu gì? Màu đỏ. Như vậy màu xanh không thay đổi sai, màu xanh nhạt dần rồi bắt hẳn sai, màu xanh nhạt dần bắt hẳn rồi chuyển sang màu đỏ đúng. Đầu tiên là màu xanh này, NaCl là không đổi màu này, màu cuối cùng là chuyển thành màu đỏ. Câu D loại luôn. Rồi chúng ta đến câu 35. Nêu hiện tượng xảy ra khi cho natri vào FeCl3. Chúng ta nghe kỹ. Thì chúng ta biết là natri chúng ta có thể tác dụng được với nước. Thì đầu tiên natri chúng ta sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành gì? NaOH cộng cho H2. Sau đó chính NaOH sinh ra sẽ đi tác dụng với FeCl3. Chúng ta sẽ tạo thành NaCl cộng cho FeOH 3 lần. Thằng này là cái tủ màu nâu đỏ. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây chúng ta có như sau. Như vậy sinh ra khí hydro và cái tủ màu nâu đỏ. Đây chính xác rồi. Câu C. Theo quy tắc là gì? Yêu gì? Yêu anh trước, yêu nước sau và yêu mẹ cuối cùng. Yêu nước sau mới đến niêm mạc này. Kim loại tan thì nó sẽ tác dụng với nước trước, sau đó tác dụng với muối sau cùng nha. Thầy mời chị làm cho thầy câu 36 đi em ơi. Ở đây mình có COOH hai lần cộng cho HCl tạo ra sản phẩm là gì em ơi? Dạ, COCl2 cộng H2O. Để viết được phương trình ion rút gọn thì em sẽ giữ lại những phân tử nào? Dạ, giữ lại COOH hai lần và H2O. Vì sao vậy? Dạ vì COOH hai lần là bazơ yếu, H2O là nước. Đúng rồi, nó khác là COOH lần là chất kết tủa, đúng không? Dạ. Cái này cái tủa màu gì? Màu trắng rồi thôi. Rồi, cảm ơn em, màu xanh em nha. Dạ. Rồi, như vậy có phương trình ion rút gọn hay không phụ thuộc vào COCl2. Clo chúng ta kết tủa khi gặp bạc và chì. Như vậy trong trường hợp này HCl và COCl2 chúng ta là dung dịch. Rồi, phương trình ion rút gọn có hay không phụ thuộc vào cái dung dịch đằng sau. Trong dung dịch đằng sau có hai hợp phần, đó là Cu và Cl. Bây giờ chúng ta bỏ được Cu hay không? Cu bên này với bên này có rút gọn cho nhau được không? Dạ không ạ. Vì sao không? Dạ vì COOH hai lần dịu lại. Đúng rồi, chính xác. Clo thì sao? Dạ clo rút gọn được. Vì sao? Dạ vì HCl là phân ly ra ion rồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ bỏ đi thằng này thôi. Như vậy phương trình chúng ta là COOH hai lần cộng cho 2H cộng để tạo thành CO2 cộng cộng cho nước. Chọn câu nào? Dạ, câu C. Được, ok, chính xác hoàn toàn. Chúng ta đến câu 37. Chúng ta cho HNO3 đi tác dụng với FeOH 3 lần. Thì bản chất như sau này, H bên này, OH bên kia để tạo ra nước. Còn Fe chúng ta kết hợp với NO3 tạo thành FeNO3 tất cả 3 cộng cho H2O. Thầy ghi hết rồi, tí thầy sẽ nói cho bạn trong vòng 30 giây đổ lại thôi. Nghe kỹ. Ở đây chúng ta sẽ có là nước cộng cho BaCl2. Tiếp tục. Nước và BaSO4.
Tiếp tục. Nước và CO3 tất cả 2 cộng cho H2O. Đây là Cl cộng cho H2O. Rồi, bây giờ câu cái người yêu cầu là gì? Số phận có phân định ion rút gọn là chừng này, đúng không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ hỏi em. Nghe kỹ, nghe kỹ. Tôi hỏi em là cái phân định đầu tiên em giữ lại những bộ phận nào và vì sao? Thưa thầy là giữ lại FeOH tất cả 3 vì nó là chất kết tủa không phần với H2O ạ. Rồi, FeOH 3 lần cái tủa màu gì? À, màu nâu. Màu nâu đỏ nha. Rồi tiếp. Cái phương trình thứ hai em giữ lại cái hợp phần nào? Dạ H2O. Rồi, phương trình thứ ba. Dạ là 3SO4 với H2O. 3SO4 giữ lại vì nó tủa màu trắng đúng không? Dạ. Phương trình số 4. À, giữ lại COOH tất cả 2 với là gì? H2O. Ok. Phương trình 5. Phương trình 5 giữ lại H2O. Rồi giữ lại H2O rồi ok nha. Như vậy trong trường hợp này có bao nhiêu phản ứng có phân định ion rút gọn là kiểu này? Thì đầu tiên là cái A màu được không? Dạ cái màu không được. Hai. Ờ, được thầy. Ba. Thầy cho em xí em leo. Rồi bây giờ này, cái thằng này giữ lại em ha, hai thằng này giữ lại dẫn đến là gì? Trong này chúng ta không có phân định ion rút gọn. Cho như bạn kêu có là sai đó. 4 này. Thằng này mình giữ lại thì chắc chắn là không có H cộng vô H trừ rồi. Thằng này được nè. Bây giờ như vậy trong trường hợp này mình có tất cả là hai phương trình. Có đúng đây là câu B. Giờ thầy mới nói giá trị của phương trình ion rút gọn nè. Như vậy đối với một phương trình ion rút gọn kiểu H cộng cộng vô H trừ như thế này thì chúng ta có bao nhiêu phương trình phân tử thỏa mãn? Đó là cái hạn nhất của trong trong cái phương trình ion rút gọn á. Thì bạn nhớ cái thầy này, để mà nó phân ly thành H cộng thì buộc nó phải là axit mạnh. Được chưa? Axit mạnh thì chúng ta có 7 axit. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Đây là 5 axit thường xuyên gặp. Còn nếu gặp nữa thì chúng ta gặp hai thằng nữa, HClO3 và HClO4. Và bây giờ chúng ta có 5 thằng, đó là Na3K, KOH, NaOH, BaOH 2 lần, CaOH 2 lần và LiOH. Đây là 7 này, đây là 5 này. Đúng không ạ? Mà em lấy 7 axit cộng cho 5 bazơ thì em sẽ ra tất cả là 13 phương trình phân tử. Nhưng mà thực chất là trong này chúng ta, nếu mà chúng ta tách thành ion á thì nó chỉ có như sau thôi. Nó chỉ có cái phương trình thứ nhất là H cộng cộng OH trừ để tạo ra nước. Được chưa? H cộng cộng OH trừ để tạo ra nước. Cái phương trình thứ hai là bạn biết là cái thằng Ca và thằng Ba này sẽ tủa khi gặp SO4. Như vậy trong này chúng ta có hai cái phương trình nữa. Đó là phương trình tạo tủa của Ba 2 cộng với SO4 2 trừ. Được chưa? Để tạo thành Ba SO4 tủa. Được chưa? Cái số 3 của chúng ta đó là phương trình của Ca2 cộng cộng SO4 2 trừ. SO4 2 trừ chúng ta là hợp chất ít tan hay nói khác nó tủa, nhưng mà tủa một lượng rất là ít. Nói chung là trong một cái bài tập mà nó đụng tới Ca thì người ta sẽ lấy cái tủa của Ca SO4 đi, bởi vì trường huống này là tình huống nhạy cảm. Như vậy trong này nếu mình ghi là 15 phương trình phân tử không bằng chúng ta ghi 3 phương trình ion là đủ bản chất. Đó là mình chép vô nè. Bây giờ tôi sẽ nói lại bài này này. Bài này chúng ta cần 30 giây để làm thôi, dòng càng làm đầy đủ. Bây giờ thằng này là tủa này, giữ lại cho đó câu một bỏ này. Axit mạnh bao giờ mạnh được, axit mạnh bao giờ mạnh được, nhưng thằng này tủa bỏ, tủa này tủa bỏ, axit mạnh bao giờ mạnh nước được. Như vậy chúng ta nhìn nhanh thì chỉ có 2 và 5 thôi, rất là nhanh dựa vào triết lý này. Rồi phương trình là gì em ơi? Dạ thưa thầy là COOH tất cả 2 cộng COH tất cả 2 cộng H2SO4 ra COSO4 cộng H2O. Rồi ok. Như vậy chúng ta sẽ COH lần là chất cái tủa màu gì? Màu xanh. Ừ.
Dung dịch CO4 có màu gì? Dung dịch màu xanh, ok. Như vậy trong trường hợp này em chọn con nào? Chọn con nào em ơi? Cô B. Ok, cảm ơn cô D. Đây, chúng ta chỉ cho bạn tính năng này. Ở đây mình có OH trừ này đúng không? Người ta hỏi CO OH hai lần, CO đây. Giống xuống. Được chưa? Cái tụ màu xanh này, thấy chưa? Rồi. CO E4 này, E4 chúng ta chỉ cái tụ khi gặp là ba thằng thôi. Được chưa em? Tạo ra dịch màu xanh này, vậy thôi. Rồi bây giờ để cho ZnOH hai lần cộng cho H2O3. Điều cần chúng ta tính mối thu được. Phương trình là gì em ơi? Dạ thầy là z n hết tất cả lần cộng n 3 ra z n n 3 tất cả là lần cộng với h2o. Rồi, cân bằng. Cân bằng 2HNO3. Rồi, thằng này là 19,8 gram, tính cho thầy bao nhiêu mol? Dạ đợi xíu. Không phẩy hai thôi, rồi mọi bên này bao nhiêu cũng là không phẩy hai luôn. Thầy là 25,44 ở đâu? Ủa thầy cái kia là 62 phẩy mấy đó. 62 nhân 2 đúng không Đúng rồi. thầy? Là 37,8. Rồi, có đúng là câu nào? Câu B thầy. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, bây giờ câu 40, mời chị nào. Phấn của HCLO với cao H tạo ra sản phẩm là gì em? Dạ, CLO cộng H2O thầy. KCLO cộng H2O. Chúng ta giữ lại hợp phần nào? Dạ, giữ lại HCLO và H2O. Vì sao giữ lại HCLO? Dạ, vì axit yếu. Còn tại sao giữ lại nước? Dạ, vì nước là chất điện đi. Đúng rồi, chính xác. Ok, thông thường là nó kêu là gì? Phần trao đổi ion trong dịch chất điện ly xảy ra khi nó tạo ra một chất khí này, một chất ký tủa này và một chất điện liễu. Nhưng mà nói vậy không đúng, mình đâu phải nói đầy đủ như thầy á, là nó sẽ khỏi bị sai luôn. Tạo ra khí, tủa, nước, axit yếu và bazơ yếu, được chưa? Rồi bây giờ em sẽ có KOH chúng ta là dung dịch đúng không? Vì sao KOH là dung dịch em biết không? Cái này chúng ta nhìn thấy này, cái hiệu đầy tan này thấy không? Kali đâu nhỉ? Đây kali này nhìn thấy không? Từ đây xuống dưới đây ít thấy thấy không? Ta thấy này. Được chưa nào? Rồi, quay trở lại bài toán của chúng ta. Chúng ta ở đây mình để có phương trình ion rất gọn thì chúng ta phụ thuộc vào phần nào trong cái phương trình này. Phần giữ lại ạ. Ok. Phần phân ly chứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi phần nào em? Dạ bỏ ca cộng. Vì sao bỏ K cộng? Dạ vì nó rút gọn với nhau á. Vì hai cái dung dịch thì nó điện ly thành ion được đúng không? Chúng ta có bỏ CLO hay không? Dạ không ạ. Vì sao? Vì bên trái giữ lại đúng không? Rồi như vậy phương trình ion rút gọn cuối cùng của em đó là HCLO cộng cho gì? OH trừ tạo thành CLO trừ cộng cho H2O đúng không? Dạ. Rồi chọn câu nào? Câu A.
Rồi câu A rồi, ok, xong. Cảm ơn em. Rồi như vậy từ câu 1 cho đến câu số 23 các bạn về nhà làm nha. Bài học hôm nay đây là hết nha.